phát hiện nước được cung ứng không lấy phí từ xe tải chở tét nước không trong, có mùi tanh nên trong chiều 16 tháng 10, nhiều cư dân tại khu tạm thường cư Linh Đàm đã đổ bỏ tổng thể số nước này. Liên quan đến sự việc này, tối 16 tháng 10, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước Tinh Khiết Hà Nội cho biết, chiều cùng ngày đã có cuộc làm việc giữa đại diện người dân tạm thường cư Cờ Linh Đàm, nhà máy nước Tinh Khiết Pháp Dân và Bác Tài tại Tết 29K19281. Theo nội dung tại buổi làm việc, sáng sủa 16:10, đại diện chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm vào nhà máy nước Pháp Dân liên hệ lấy nước Tinh Khiết để cung ứng cho người dân khu tạm thường cư Cờ Linh Đàm bằng xe tét hộ số 29K19281. Nhà máy nước Pháp Dân đã phối hợp cho xe lấy nước Tinh Khiết tại nhà máy. Tuy nhiên khi xe chở nước đến khu tạm thường cư dân tạm thường cư Cờ có phản ánh nước có mùi tanh và đục. Nhà máy nước Pháp Dân đã mời đại diện cư dân tạm thường cư Bác Tài Tết 29K19281 kiểm tra bồn chứa nước Tinh Khiết của xe 29K19281. Kết quả cho thấy, phía bên trong bồn bẩn, nhiều cặn đen, dán dầu, đại diện nhà máy nước Pháp Dân nêu rõ. Trong bồn xe tải có nhiều cặn bẩn. Đại diện nhà máy nước Pháp Dân cho hay, ngay sau đó đã cùng đại diện cư dân đòi hỏi Bác Tài phải thao rửa, vệ sinh bồn xe chở nước Tinh Khiết, đảm bảo vệ sinh mới được phép lấy nước Tinh Khiết để cung ứng lại cho người dân. Đến 17:10, việc thao rửa xong xuôi và cung ứng nước Tinh Khiết quay về cho người dân. Đại diện công ty nước Tinh Khiết Hà Nội cũng nhấn mạnh, việc người dân phản ánh nước có mùi tanh và đục là do xe tét mà chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm thui chưa đảm bảo vệ sinh. Tay người dân bám dầu trong quá trình kiểm tra bồn xe. Một đại diện ban quản trị tại tạm thường cư Linh Đàm xác nhận, xe tải chở tét trên cùng với xe tải chở tét mang ban kiểm soát 29K76257 là do ban quản lý thuê đến nhà máy nước Pháp Dân để lấy nước Tinh Khiết về cung ứng cho người dân. Theo vị này, việc nước có mùi tanh và đục là do những chiếc xe bồn chưa được thao rửa bồn Tinh Khiết sẽ. Có thể đây là xe dùng để vệ sinh môi trường như một số cư dân đã nghi ngờ. Trước đó, từ chiều 15 tháng 10, sau việc khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước Tinh Khiết sông Đà để tắm giặt, không ăn, uống, công ty nước Tinh Khiết Hà Nội điều 4 xe bồn lưu động, mở cửa 3 nhà máy và 1 trạm cấp nước suốt 24 giờ để người dân lấy nước sinh hoạt không lấy phí. Công ty nước Tinh Khiết Hà Nội cũng thông tin, tại quận Thanh Xuân, nước Tinh Khiết sẽ được đáp ứng theo hệ thống tại phường Kim Giang, một phần phường Hạ Đình giáp Thanh Xuân Nam, khu vực quận Nam Từ Liêm là một phần phường Phùng Khoang đoạn giáp với đường Nguyễn Xi. Đối với khu vực các buôn bản phía tây quốc lộ 1A thuộc huyện Thanh Trì vốn là địa bàn của công ty cổ phần nước Tinh Khiết Diqueco đang được công ty hỗ trợ cấp nước không lấy phí bằng xe tét. Người dân trong khu vực khi có nhu cầu có thể liên hệ theo đường dây nóng, đối với khu vực quận Thanh Xuân là 2.438.294.786, quận Nam Từ Liêm và một phần quận Cầu Giấy, 2.438.293.179. Công ty nước Tinh Khiết Hà Nội sẽ cung ứng không lấy phí bình nước tinh khiết loại 20 lít cho các trường mầm non thuộc khu vực quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm và một phần quận Cầu Giấy không bao gồm các khu vực đang sử dụng nước Tinh Khiết Hà Nội. Các trường mầm non thuộc khu vực nêu trên khi có nhu cầu có thể liên hệ theo số điện thoại 2.438.293.166. Các nhà máy nước Hạ Đình, 14 ngõ 192, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, nhà máy nước Pháp Dân, số 3, đường Pháp Dân, cầu Dìa, quận Hoàng Mai, nhà máy nước Mai Dịch, số 1 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, nhà máy nước Quỳnh Mai, số 2 phố Quỳnh Mai, quận 2 Bà Trưng. Sẽ mở cửa 24/24 để người dân có thể chủ động lấy nước Tinh Khiết sinh hoạt không lấy phí trong lúc khó khăn. Đối với các khu vực thuộc phạm vi cấp nước của nước Tinh Khiết Hà Nội, công ty vẫn sẽ duy trì cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng theo quy định.